Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra ít phút mỗi ngày để đón xem những bản tin của ban biên tập chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin lũ lụt của Trung Quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin cập nhật liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, cùng với vấn đề nóng về con đập thủy điện lớn nhất thế giới đập Tam Hiệp. Trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua những tin chính ngay sau đây. Sông Tùng Hoa lần 2 dâng lũ, nước sông dâng cao cuốn trôi xe cộ trên đường phố Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc ủng hộ hơn 300.000 đô la Mỹ cho khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ tại Pakistan. Lễ hội thu hoạch của Trung Quốc đánh dấu vụ mùa bội thu đầy khó khăn vì mưa lũ. Kính thưa quý vị, tưởng chừng như những trận bão lũ lớn của mùa hè trôi qua và mùa mưa đang đến dần chấm dứt để nhường chỗ cho thời tiết khô hanh, thì sông Tùng Hoa, một trong những dòng sông lớn và quan trọng nhất của Trung Quốc, đã tiếp tục chứng kiến trận lũ thứ hai trong năm 2023. Sông Tùng Hoa tại đông bắc của Trung Quốc đã chứng kiến trận lũ thứ hai trong năm vừa qua sau khi những trận mưa lớn kéo dài tại khu vực thượng nguồn con sông. Theo hãng thông tấn xã, vào lúc 1 giờ 5 chiều, mức nước ở trạm đo thủy văn Cáp Nhĩ Tân thuộc phủ của tỉnh Hoắc Long Giang đã đạt mức cảnh báo 118,3 m. Trung tâm thủy văn và tài nguyên nước Hoắc Long Giang ngay sau đó đã ban hành cảnh báo màu vàng về lũ lụt, cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể xảy ra tại đoạn Cáp Nhĩ Tân của sông Tùng Hoa. Được biết, hệ thống cảnh báo lũ lụt của Trung Quốc bao gồm 4 cấp được mã hóa bằng bảng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh lam. Một khoảnh khắc đầy kinh hoàng mới đây được ghi lại tại Trung Quốc. Một khi đợt sóng chiều cường khổng lồ ập xuống một con đường đông đúc, dòng nước chảy xiết cuốn trôi hàng chục chiếc xe cộ trên con đường này. Một đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội của Trung Quốc đã ghi lại cảnh một con sóng chiều cường khổng lồ đổ xuống một con đường đông đúc dọc theo sông Tiền Đường tại thành phố Hàng Châu, miền đông của Trung Quốc, và ngay lập tức nhấn chìm một hàng xe cộ đang dừng đèn đỏ. Theo chính quyền và cơ quan chức năng địa phương, 7 phương tiện đã bị hư hại vì sự cố, nhưng may mắn không có người thương tích hay thương vong nào xảy ra. Với thủy triều dâng tới gần 10 mét và dòng nước chảy xiết với tốc độ 40 km/h, người dân thành phố cho biết họ đã có thể nghe thấy những tiếng gầm rú của cơn sóng từ nhiều giờ trước khi sự cố xảy ra, và nước sông Tiền Đường vẫn tiếp tục dâng trong nhiều giờ sau đó. Được biết, dòng sông Tiền Đường vẫn thu hút hàng vạn khách du lịch mỗi mùa thu. Nhiều người hiếu kỳ tới xem các khoảnh khắc ấn tượng của cơn triều cường. Tuy nhiên, ngay sau khi sự cố xảy ra, các quan chức khí tượng của Trung Quốc đã cảnh báo những du khách này về hiểm họa của việc ngắm triều cường và nhấn mạnh rằng đây có thể là đợt triều cường mạnh nhất trong 3 năm gần đây. Vào tháng 8 năm 2013, do ảnh hưởng của cơn bão Chami đạt độ cao gấp đôi so với trung bình, đã đánh vỡ hàng rào lũ lụt, sau đó cuốn trôi và làm bị thương khá nhiều khán giả. Một phái đoàn của Trung Quốc do Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Karachi, Pakistan, ông Li Jiban dẫn đầu chuyến thăm Thủ tướng Sabak Saris vừa qua đã quyên góp hơn 300.000 đô la Mỹ cho khu vực của mưa lũ tại Nam Á này. Phái đoàn của Trung Quốc do Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thủ phủ của Karachi, của vùng Sinni thuộc Pakistan. Ông Li dẫn đầu đã có chuyến thăm tới văn phòng Thủ tướng Sabah Sharif vừa qua. Trong chuyến thăm, ông Li đã cam kết quyên góp 25 triệu rúp, tương đương gần 350.000 đô để viện trợ cho người dân tại những khu vực đang bị mưa lũ. Phái đoàn đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc về những thiệt hại về người, tài sản trong trận mưa và lũ lụt gần đây ở Sidikat và bảo đảm với Thủ tướng Sabah Sharif rằng chính phủ Trung Quốc sẽ trợ giúp những người dân bị ảnh hưởng. Thủ tướng Sabah Sharif sau đó đã cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc và cũng nhắc lại những khoản viện trợ và hỗ trợ từ Bắc Kinh trong các trận lũ lụt năm 2010 và 2011. Hàng trăm triệu nông dân của Trung Quốc đã khai mạc lễ hội thu hoạch thường niên lần thứ nhất vừa qua với toàn bộ đất nước hy vọng một vụ mùa bội thu bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và thảm họa mưa lũ kéo dài. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã mô tả vụ thu hoạch mùa thu năm nay dự kiến là khó thắng sau khi nước này phải chứng kiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở sông Dương Tử và hạn hán ở miền Bắc cùng với sự gián đoạn bởi đại dịch. Song bất chấp những khó khăn này, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết sản lượng ngũ cốc vụ xuân năm nay nhìn chung đã được đảm bảo. Sau nỗ lực kiểm soát sâu bệnh tốt hơn dự kiến và sự phục hồi nhanh chóng sau lũ lụt mùa hè vừa qua, cơ quan này cho biết diện tích hạt vụ đông chiếm phần lớn sản lượng ngũ cốc hàng năm, ước tính đạt 85,6 triệu hecta trong năm nay, tăng hơn 330.000 hecta so với năm 2021. Một bầu không khí lạc quan được bao trùm lên các vùng nông thôn của Trung Quốc, nơi nông dân đang khai mạc lễ hội thu hoạch bằng các bài hát và điệu múa, triển lãm sản phẩm, lễ hội hóa trang và lễ trao giải cho nông dân có thành tích tốt nhất. Tại thành phố Vận Thành của tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của Trung Quốc, địa điểm chính của lễ hội thu hoạch năm nay, nông dân và doanh nhân từ chính khu vực Khúc Tỉnh của lưu vực sông Hoàng Hà
đã tham dự các hoạt động theo chủ đề nông nghiệp và quảng bá sản phẩm của họ tại cuộc triển lãm. Ông Shiji Hagu, chủ tịch một công ty chế biến trụ sở tại Sơn Tây cho biết, nông dân trồng kê đang kỳ vọng vào một mùa thu hoạch tốt nhất trong thập kỷ vì tỉnh này không bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm nay. Trong khi thì ông Sa Song Fan, một nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc của Trung Quốc, đã giành được danh hiệu vua đậu nành Hắc Long Giang. Trong một buổi lễ ở thành phố Fujin, các quan chức địa phương cho biết viễn cảnh vụ thu hoạch bội thu gần như chắc chắn, bất chấp 3 cơn bão trong những tháng gần đây. Mọi sự hỗ trợ của chính phủ, ông Ga cho biết các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hơn và giống chất lượng tốt hơn đã giúp cho các trang trại địa phương chống chọi với thiên tai. Chính quyền tỉnh cho biết gần 5 triệu chiếc máy móc nông nghiệp đã được sử dụng trong mùa xuân này. Cùng với việc thực hiện quản lý trang trại chặt chẽ hơn và các tiêu chuẩn cao hơn, ông Liu Chun, chủ tịch một hợp tác xã máy móc nông nghiệp địa phương Burin, hướng dẫn nông dân tiêu tưới nước khỏi ruộng lúa sau trận mưa lớn do bão số 2 gây ra vào đầu tháng này. Ông Liu cho biết, cây trồng của chúng tôi từng bị ngâm nước sau trận mưa lớn trong thời gian dài, nhưng mà chúng tôi có thể thoát nước nhanh chóng lần này nhờ các rãnh cắt nước được nâng cấp, do đó đảm bảo một vụ thu tốt. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, xây dựng cơ sở hạ tầng canh tác và thúc đẩy công nghệ canh tác cũng được ghi nhận cho sự phục hồi tương đối nhanh chóng ở nhiều vùng bị lũ lụt tàn phá. Tỉnh An Huy nằm trên lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài Hà là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Để giúp nông dân bù đắp phần nào thiệt hại, chính quyền địa phương đã mua cây giống cải bắp từ tỉnh Sơn Đông, miền đông của Trung Quốc và phân phát miễn phí cho nông dân. Tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc bao gồm 3 phần: sản lượng lúa sớm, nguồn gốc mùa hè và mùa thu. Các loại cây ngũ cốc mùa thu bao gồm ngô và lúa mùa trung và muộn, chiếm phần lớn diện tích sản lượng ngũ cốc. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia, Trung Quốc đã có một vụ mùa thu hoạch bội thu đối với cả lúa mùa và lúa sớm vào năm 2023, đánh dấu mức tăng hàng năm lần lượt là 1,21 triệu tấn và 1,03 triệu tấn. Kính thưa quý vị và các bạn, một trận động đất có độ lớn 6,0 độ Richter đã xảy ra sáng sớm nay tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam của Trung Quốc. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 60 người bị thương. Tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó tình trạng khẩn cấp 4 cấp độ của Trung Quốc. Hơn 2.900 nhân viên cứu hộ đã được cử tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót và triển khai công tác cứu trợ thiên tai. Trận động đất cách Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, gần 200 km và thành phố Trùng Khánh chỉ 124 km, nên có thể cảm nhận rất rõ độ rung lắc. Theo số liệu thống kê, trong vòng 200 km tính từ tâm chấn, đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong vòng 5 năm qua. Một trận động đất có cường độ 6,0 độ Richter từng xảy ra ở thành phố Nghi Tân, cách tâm chấn lần này 105 km. Tỉnh Tứ Xuyên là địa phương thường xảy ra động đất ở Trung Quốc. Khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất kinh hoàng với cường độ 8 độ Richter xảy ra ở huyện Vân Xuyên thuộc tỉnh này hồi tháng 5 năm 2008. Trước ngày hôm qua, cũng xảy ra một trận động đất cường độ mạnh 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tứ Xuyên được coi là rốn của động đất Trung Quốc cách đây hơn 10 năm. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất kinh hoàng với cường độ 7,8 độ Richter tại huyện Mân Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên khoảng 90 km về phía Tây, đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người. Thưa quý vị khán giả, vẫn còn hàng chục người đang bị mất tích sau vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc vào hôm Chủ nhật tuần trước, cùng hơn 900 người đã phải đi sơ tán. Trong khi đó, những người may mắn sống sót đã bắt đầu lại kể lại những câu chuyện thoát chết thần kỳ của họ. Ông Hoàng Song Quynh, chủ của một nhà máy ở thành phố công nghiệp Thâm Quyến, đang đi dạo chơi dưới phố sáng ngày 20 thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Cuộc gọi đến từ một người quản lý của ông kể về các trận rung chấn ghê gớm tại nhà máy của ông đặt tại khu vực quận Hoàng Minh. Lúc tôi nhận được cuộc gọi ấy, tất cả những gì tôi có thể nói được là sơ tán ngay, ông Hoàng nói với tờ nhật báo Xinhua của Thâm Quyến. Bà Gian sau khi nhận được chỉ thị của ông Hoàng đã tập hợp tất cả nhân công trong nhà máy đến đủ số lượng trước khi dẫn họ đến nơi an toàn. Sau khi đã thoát nạn nhờ cuộc gọi khẩn cấp cho giám đốc, bà Gian nói với nhật báo Xinhua rằng cả tòa nhà bỗng nhiên rung lắc rất mạnh, đến nỗi tôi có thể nghe được một tiếng nổ từ lòng đất. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng đó là một trận động đất. Một nhân viên may mắn khác cũng được thoát chết trong hoàng tấc khi đang trong giờ nghỉ của mình. Sia Samua đang đi về khu ký túc xá của mình, nơi mà cả gia đình anh đang sinh sống cùng nhau, thì bất chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn tựa như một chiếc xe hơi đang khởi động. Theo tờ Beijing News, một người sống sót khác nhưng lại kém phần may mắn hơn trong thảm họa ở Thâm Quyến là He Wai Ming, ông chủ một công ty phân loại và tái chế rác thải. Người đàn ông 36 tuổi này cùng người em trai hiện vẫn đang tìm kiếm thân nhân của mình, gồm cha mẹ, vợ con, một người em gái và gia đình của cô, cùng với 5 đồng nghiệp. Sáng hôm qua, hai anh em ông He có công việc nên ra ngoài từ sớm. Ngôi nhà của họ chỉ cách đống đất đá lớn trên đỉnh đồi khoảng 1 km. Chúng tôi lái xe để thu thập phế liệu từ lúc 7 giờ 40 và mọi thứ ở nhà đều ổn cả. Sau chúng tôi trở về nhà khoảng 11 giờ 40 nhận thấy ngôi nhà của chúng tôi đều bị chôn vùi dưới lớp bùn đất. Lớp đất đá và sắt thép cao đến hơn 4 mét khiến chúng tôi không thể nhìn thấy phần mái nhà. Ông He nói với tờ báo Global Times.
Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo. Và đừng quên đóng góp cho ban biên tập chúng tôi để chúng tôi có những video hay hơn và hữu ích hơn gửi đến quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.